bữa ăn siêu lười với nồi chiên không dầu. Đầu tiên là món khổ vịt, mình sẽ hâm nóng ở 100 độ C trong 5 phút. Ăn chung với cơm ngon phết mọi người ạ, thịt mềm thấm gia vị còn xương thì nhừ. Tiếp theo là bánh tráng nướng, nguyên liệu gồm có bơ, trứng, xúc xích, hành lá, hành tím. Nướng 150 độ C trong 6 phút. Đây là món tráng miệng từ táo, mình cắt lát rồi xếp vào khay, chia làm 4 lần nướng, mỗi lần là 150 độ C trong 10 phút. Nồi chiên không dầu của Lotte được cái chín đều được cả hai mặt. Nếu không lót giấy nến thì mình cũng chẳng cần phải trở mặt thức ăn nhiều lần. Nhưng vì còn nấu nhiều món nên mình phải dùng giấy nến. Món cuối cùng là da heo chân giòn, luộc da 10 phút với gừng và hành tím. Rồi vớt ráo để thật nguội, lấy kim nhọn xâm đều lên mặt da, sát đều muối và chanh lên, đợi nó khô nước thì đem đi nướng. 200 độ C trong 25 phút,